Tiếp theo chương trình Nèo Thiếu Nhi, chúng tôi xin giới thiệu đô mặc trang phục màu đỏ là đô Hải của Cuba, đô mặc trang phục màu vàng là đô Đỗ Đình Nhật của Hạ Bằng, trọng tài Nguyễn Văn Thành, trọng tài trống Văn Hưng. Hai đô ngồi xuống, nghe lệnh trọng tài trống sau đây. Hai đô đã kết thúc phần xe này. Các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Ra ngoài rồi, vào giữa thảm. Trận thi đấu tiếp tục. Trọng tài để ý cái khớp tay nha, khớp bả vai ấy. Vâng, đã có tiếng còi. Hai đô đứng ở giữa thảm. Chúng tôi xin công bố kết quả lúc 1 phút 53 giây của hiệp thứ nhất. Đô mặc trang phục màu vàng thắng cuộc. Sau trận thi đấu này là trận thi đấu của Nguyễn Văn Chính của Kim Quan và Đô Hoàng của Bắc Linh.